Chào anh em cộng đồng đam mê. Hôm nay mình lãi cái cây mai ha, mình lãi lá cái cây mai ha. Tại mình thấy nụ nó còn hơi mình lãi sớm một ngày nha anh em. Có mấy nhánh thấy nụ nó còn hơi bé bé ha, để mình lãi sớm một ngày. Một số nụ bự lắm. Ở đây Tết thì chỉ có mai với gà thôi ha. Đây là cái bộ nồi của nó anh em. Chỗ anh em không biết thế nào ha, chứ bữa nay mình lãi rồi. Cũng mấy cái mắt này mắt tháp nha anh em, mắt tháp ha, cũng nụ khá lắm. Tết đến rồi, mình chúc cho người người no ấm ha, nhà nhà no ấm. Có thể là bữa nay mình lãi hơi sớm nha anh em, nhưng mà tại vì mình thấy ở đây nó có nhiều cái nhánh nụ nó cũng chưa có được bự hung á, nên mình lãi, có thể mình lãi sớm một hai ngày. Rồi mình chào anh em, chúc anh em có một mùa xuân ấm áp vui vẻ ha. Xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.